Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay mình làm cái video này để nhằm mục đích là để có thể giải đáp được một số cái thắc mắc mà các bạn đã hỏi mình trong thời gian qua, đó là việc học đại học có dễ hay là không, và nhằm phục vụ là tất cả các bạn có cái nhìn là khái quát hơn về việc học đại học và việc đưa ra quyết định mình có nên học đại học hay không, thì mình sẽ làm video này. Nào, chúng mình cùng bắt đầu nha. Rồi, mình xin tự giới thiệu về bản thân của mình. Thì mình tên là Nguyễn Đăng Khoa và hiện nay mình đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Nói là năm cuối thôi nhưng mà ra là cũng năm thứ năm rồi đó. Trường đại học về nói với tới phần tổng quan về trường đại học gồm có 3 yếu tố mình cần lưu ý, đó là thông tin của trường như thế nào và trường năm thành lập của trường như thế nào, trường có cái thông tin tốt hay không mình có thể tìm kiếm ở trên mạng, và cũng như một năm trường có bao nhiêu học kỳ, tiêu chí chuẩn đầu ra của trường như thế nào. Về đối với trường mình là một năm có 2 học kỳ chính và một học kỳ phụ. 2 học kỳ chính các bạn sẽ gói gọn trong khoảng từ dao động từ 3 đến 4 tháng, và học kỳ phụ là học kỳ hè nhằm giúp các bạn học cải thiện môn cũng như là các bạn muốn học vượt để có thể sớm tốt nghiệp. Cái vấn đề còn lại đó chính là về cái tiêu chí chuẩn đầu ra. Tùy vào cái trường đại học mà cái tiêu chí chuẩn đầu ra này nó sẽ khác nhau. Ví dụ như trường mình là trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thì chuẩn đầu ra đó là TOEIC 450 và bằng tin học, tích đầy đủ cái tín chỉ chuyên ngành. Và nói đến đây thì có 2 dạng đại học, đó là học theo tín chỉ và học theo học phần. Đối với về lớp học tín chỉ thì nó có ưu điểm là mình có thể dễ dàng sắp xếp được cái lớp học phần của mình, và cũng như được sắp xếp được thời gian mình nó phù hợp, nó hợp lý hơn. Mình có thể tìm một công việc làm thêm nào đó mà mình có thể kiếm thêm được đồng ra đồng vào. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm, đó chính là khi mà trong thời gian đăng ký học phần các bạn phải tranh giành với nhau rất là nhiều, khả năng cạnh tranh và cũng như là không có đạt được cái môn học, không có được cái học môn học đó trong học phần là cũng rất là cao nha. Về lộ trình học thì sẽ như sau. Về năm nhất các bạn sẽ được học các môn nhập môn về chuyên ngành của mình cũng như các môn về khoa học xã hội. Ví dụ như về Mác Lênin nó được phân ra làm 2 môn, đó là kinh tế chính trị và chủ nghĩa Mác Lênin. Thì 2 môn đó tách ra nhằm mục đích đó là giảm tải cái chương trình học, giúp cho bạn học có thể dễ dàng tiếp cận hơn với môn học được cho là nặng nề này. Về thứ hai, tùy vào cái chuyên ngành mà bạn sẽ được đi kiến tập tại cái nơi giống như là cuối năm cuối mình có cái khóa thực tập vậy đó. Kiến tập ở đây mình sẽ đi mình hiểu hơn về cái chuyên ngành của mình để mình có thể đưa ra cái quyết định mình có nên học ngành nghề này không. Và một cái lưu ý mình muốn đưa ra đến với tất cả các bạn tân sinh viên ở năm nhất này, đó chính là cái thời gian mình còn nhiều. Thay vì mình bỏ thời gian để đi chơi hay đi đâu đó, thì các bạn hãy đăng ký một cái khóa học tiếng Anh hoặc là tin học để có thể tranh thủ học, trang bị cho mình kiến thức tiếng Anh cũng như lấy được cái bằng tiếng Anh chuẩn đầu ra của trường thì càng tốt, để tránh sau này khi mà lên năm 3, năm 4 thời gian sẽ còn rất là ít thì các bạn sẽ không ra trường đúng tiến độ. Năm 2 đó là sẽ bám sâu về cái chuyên ngành hơn và nó sẽ xuất hiện hơn nhiều cái môn thực hành về cái chuyên ngành của bạn. Ví dụ như mình là cơ khí thì mình sẽ thực hành hơn về riêng về cái cơ khí hơn. Ví dụ như mình thực hành tiện, thực hành phay. Đó là những môn mà nền tảng cho chuyên phục vụ cho mình sau này. Và một cái lưu ý của năm 2 nữa, đó là các bạn phải nắm chắc được những môn cơ sở lý thuyết để có thể làm nền tảng cho những cái năm 3, năm 4 sau này nha. Nếu như các bạn không cố gắng ở năm 2 là coi như là cái rễ của cái cây nó không có chắc, thì khi mà gặp gió thì các bạn sẽ biết nó như thế nào rồi đó. Tiếp tục năm 3 nha. Thì năm 3 thì mình sẽ bắt đầu đi nghiên cứu khoa học về những cái chuyên ngành của mình cũng như làm những cái đề tài khoa học. Ở đây các thầy cô sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn. Còn đối với những sinh viên chuyên ngành kỹ thuật thì mình sẽ làm bắt đầu vào giai đoạn đó là làm đồ án. Thì làm đồ án này nói chung cũng nhẹ thôi, không có người yêu đâu.
Ngoài ra ở năm 3 này mình còn được học những cái môn mà nó liên quan đến với hỗ trợ bổ trợ cho nhau với chuyên ngành của mình. Ví dụ như mình học cơ khí đi thì mình sẽ được học thêm về tự động hóa, về điện để sau này ra trường nếu như mà mình không có ở vị trí, làm việc ở vị trí là kỹ sư cơ khí hay là vận hành CNC nữa thì mình có thể qua bảo trì hoặc là qua bên các bên thiết bị tự động hóa. Mình dễ dàng làm việc hơn cũng như có kiến thức nền tảng về đó rồi. Và đặc biệt về những cái môn riêng như về pháp luật, về tư tưởng hay là đường lối thì những môn đó cũng giúp cho các bạn có rèn luyện một cái khả năng tư duy cũng khoa học hơn. Và đó là năm 3. Tiếp theo là năm 4. Rồi năm 4 rồi nè. Năm 4 thì mình sẽ bắt đầu đi thực tập ở những nơi mà trường đã bố trí cho mình, và trong cái kỳ thực tập này mình sẽ trang bị được những cái kiến thức cũng như cái nhìn tốt hơn về cái ngành của mình, và mình trực tiếp tham gia vào cái hoạt động sản xuất của công ty và để mình hiểu hơn trong thời gian thực tập này. Nếu như mà các bạn nào mà người hướng ngoại á, hay thích giao tiếp thì các bạn sẽ có rất là nhiều mối quan hệ, và những mối quan hệ này nó hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều trong công việc. Trong thời gian thực tập mình quen rất là nhiều anh chị tại nơi làm việc. Đến hiện bây giờ thì thỉnh thoảng họ thường vẫn hay nhắn tin cho mình và rủ mình đi cà phê, thì mình cũng hay đi cà phê với họ và trao đổi những cuộc sống cũng như chém gió những chuyện về nghề nghiệp cũng như là định hướng tương lai sau này giúp cho mình. Mình chân thành cảm ơn những người như vậy rất là nhiều. Đó là một cái bài học vô cùng quý báu với mình, đó là mối quan hệ. Nói về mức lương thực tập một chút nha, thì lương thực tập thực sự không có cao. Đúng như vậy, nhầm chỗ thì không có trả lương cho mình luôn. Nhưng mà cái mình nhận được là cái giá trị mà mình mong muốn chứ không phải là mức lương. Nếu như bạn đặt giá trị của mình là mình muốn có kinh nghiệm thì tất cả kinh nghiệm bạn nhận được là rất nhiều, vô cùng nhiều. Cũng như những chia sẻ từ các người thầy, người anh, người chị trong nơi làm việc đó đó. Họ không bao giờ mà giấu giếm một cái vấn đề gì với bạn đâu. Chỉ cần bạn chịu mở lòng, chịu khó mở lòng và hỏi, đặt vấn đề. Sau khi thực tập doanh nghiệp xong thì sẽ làm gì? Thì sau khi thực tập doanh nghiệp xong, các bạn sẽ về viết một bài báo cáo thực tập doanh nghiệp. Sau khi viết một bài báo cáo đó và được xét duyệt thì các bạn sẽ bắt đầu tiến hành đăng ký làm một cái khóa luận tốt nghiệp, cũng như đối với các chuyên ngành, đối với các sinh viên kỹ thuật thì là làm về cái đồ án tốt nghiệp, những chế tạo máy, làm chế tạo robot hay gì đó, tùy theo cái chuyên ngành mà bạn học. Và đó là tất cả những cái gì mà các bạn cần nắm nắm chắc trước khi bước vào trường một trường đại học nào đó, và cũng như là trang bị cho mình để đưa ra một cái quyết định tốt hơn, để tránh mắc sai lầm là khi học xong đến năm tư mình mới nhận ra mình không phù hợp với ngành của mình nha. Càng sớm càng tốt. Nếu các bạn thấy hay nhớ like và subscribe kênh mình để mình có thể chia sẻ hơn nhiều bài học cũng như là chém gió về những câu chuyện cuộc sống mà các bạn đặt ra dành câu hỏi cho mình. Cảm ơn. Tạm biệt.